Chứng kiến kìa. Mời tất cả mọi người nhá. Chứng kiến kìa. Còn thế. Quá ngon. Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trai Rừng TV. Hiện tại mình đang lên núi mọi người. Mình đang ở trên một cái đồi rất là thoáng mát. Hiện tại chỗ mình bây giờ rất là nóng. Mình sẽ vào rừng để kiếm những tổ kiến nhá, tổ kiến vàng. Mình sẽ lấy nhóc kiến làm gỏi. Gỏi kiến trong mát. Mình dẫm phải gai rồi mọi người ơi. Đây là rừng tre. Nhưng mà kiến này nó không thích ở những cái tre ở đâu. Tại vì nó lá nhỏ, thích làm tổ những cái loại lá, cây lá rộng cơ. Đây là khu này mình nghĩ sẽ không có. Đi sang bên kia. Hai thằng đang đi trước rồi. À đây rồi. Đây mọi người ơi, anh em mình đã phát hiện hai mấy tổ đây, ba tổ cùng trên một cái cây. Bây giờ đồng chí Tiệp sẽ lên lấy. Đấy, tối thế nhỉ. Đây đây một tổ này, bên kia hai tổ. Giờ anh em mình sẽ chặt xuống nhé. Wow, con này nó biết nhảy đấy. Đây mọi người ơi, anh em mình đã hạ xuống đây hai tổ. Cái này hai tổ, tổ kiến vàng đây mọi người. Nhìn con nó rất là đẹp. Không biết con nhộng không nhỉ? Mùa này là có ấy nhỉ? Chắc có đấy, hôm trước đây có nhiều. Giờ anh em mình sẽ cắt lấy nhá. Cắt lấy đi tiệm. Cho bao luôn đúng không? Cho bao đỡ nó phải cắn nhiều nhá. Mình không cho vào bao thì tí nữa mình không lấy được đâu mọi người ạ. Con này cắn cũng hơi ác đấy. Cắn gọi là hơi phê đấy. Hơi phê. Nó không sưng tấy gì đâu nhưng mà nó đau nhói lắm. Nó chỉ đau một chút thôi. Ừ. Cắn nhiều. Phê. Đấy. Cắt luôn. Được một tổ. Rồi. Mình mang mỗi bao. Còn hai bao trên kia nữa. Còn tổ nữa anh em ơi. Đấy. Nó có không? Tôi cứ cho dân tí anh em mình khui sau. Kiểu này phải ngâm xuống nước thì con nó mới bò ra mới khui được thôi mọi người ạ. Không mình cứ khui ở trên cạn thì nó tha đi hết cái nhộng, cái trứng của nó thôi. Đấy. Rất là nhanh, rất là dứt khoát. Nó cắn này. Được chưa? Mò ra cắn đây này. Ôi giời. Đấy. Đang chưa? Không, mình không nhanh tay thì nó cắn nhiều đấy. Ôi, được hai rồi, nặng nặng là chắc có trứng rồi đấy nhở. Thấy nặng nặng. Còn cái tổ trên kia có lấy được không nhở? Tổ kia là nó chuyển rồi. Nó chuyển vào hai tổ này rồi đúng không? Ừ. Thôi lên anh em mình lên núi thôi nhở. Lên núi. Đi tìm chỗ khác, hay là đi bên này? Bên này bỏ xe à? Thôi anh em mình lại lên, tiếp tục lên trên nhé mọi người nhá. Đến đồi rồi, về thôi. Ôi, mệt quá mọi người ơi. Đây anh em vừa lên dốc xong. Đây anh em mình sẽ tiếp tục chiến lấy ở bên này. Ôi thôi, đi lên đây này, đi lên này. Ôi. Rồi xuống đi. Không nhảy xuống từ trên kia đâu, cứ xuống từ từ thôi. Ôi thôi, sợ mắc. Nhanh đi. Mà vừa mà này. Trời ơi, cởi đi, cởi áo ra.
Gà đấy ở đâu chưa? Đâu kìa. Ui rồi, nhìn này. Được cắn ác chưa? Khi có người chịu được đấy nhỉ. Quả này chơi lớn quá. Ôi giời ơi. Ôi để sao rồi này. Một con hóp ở sửa phạt thẳng này. Hết chưa? Hết chưa? Rốt cần phải cởi con xuống không? Cởi con nhá. Cởi đi. Thật là nhanh nha. Quá. Sướng đi. Ôi buồn cười quá. Ôi là cái mò lên mình rồi. Căng quá anh ạ. Chơi con này căng quá. Thôi còn cái này mình phải dọn đi chứ. Được mà. Nhiều bao thế. Chỉ một bao thôi. Đây bây giờ sẽ nhúng vào nước nha mọi người nha, cho con kiến ấy bò ra. Làm như nào đấy? Thả nó ra thôi. Bây giờ cho nước vào trong trong bao kia đúng không? Ừ, nó về với tự nhiên thôi. Ui, nó trôi ra kìa. Cầm giữ. Nhiều. Con kiến kìa. Kiến tí nó còn quay về đấy. Thả nó đi. Đây anh em cho ép này. Để lựa lấy trứng cho nó. Wow. Ui, trứng to thế nhở. Ui, thấy chưa? Đây anh em ơi. Trứng to đấy. Ui. Nhìn kìa. Trứng to thế, con bé mà trứng to nhỉ? Hết chưa? Wow. Còn nhiều. Ui, tung xuống đi. Đây mọi người. Wow. Ui. Trúng quả rồi. Trắng xóa cả cái đít ít. Lâu sao nào? Tí mình cho vào chậu. Trứng to thế. Khái ông em ơi, quăng nào của vườn này. Khái chạc ông em. Khái ông này. Đây này. Wow. Nhiều thế. Nhiều thế anh em ơi, lên sao nào. Wow. Ăn được. Wow. Trứng quả rồi nhờ. Đây này. Wow. Trứng kìa. Trứng kiến kìa. Nhiều thế. Đây nhiều lắm. Chắc tầm 2 cân đây cái này. Anh em mình vừa đổ ra này để lựa này. Để làm sạch này. Nhìn nhộng đẹp thế nhờ. Nhìn nhộng trời thế này anh em ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ cho vào chậu nhá. Được vào chậu này. Đây. Đây chậu anh em mình đã chuẩn bị là cái gia vị. Đây là gói mì chính, muối này, có cả rau húng, tỏi, ớt, lá nữa. Thì nữa anh em sẽ gọi vào cái chậu này luôn. Bây giờ bỏ ra đi xong mình cho vào cái này đi Mộc ơi. Cái này cho vào ép đi. Đây mọi người ơi. Đây là thành quả của anh em mình này. Nhiều chưa? Wow. Gần đầy cái chậu này cơ mà. Bây giờ anh em mình sẽ rửa lại bằng nước lọc nha. Cho nước lọc vào đi. Rửa qua đi nhá. Rửa qua rồi. Đây, Mộc thái gia vị đi. Đây gia vị anh em mình đây. Mang từ nhà xuống này héo hết rồi. Héo hết rồi. Lấy từ 2 giờ chiều. Ui, cái này ngon thế. Wow. Ui, màu ngon nhờ cái nước này. Nó có con vỡ ấy. Bây giờ thời tiết là dâm rồi nhỉ? Đỡ nóng rồi. Mát rồi, cái này ăn vào lúc trưa ấy.
Wow. Wow. Tiếp làm đũa đi. À, cái thìa của mình mang từ nhà. Đũa mình không gắp được đâu. Ừ. Đây cho gia vị. Không, ướt đây. Quên một cái thìa. Đây. Nếu mà đi lạc đây. Cho lạc đi. Wow. Wow. Chân lạc vào lại nhìn ngon ngay. Ôi giời ơi, quên mang rượu nha. Quên mang rượu rồi. Bảo Lý mang lên đi. Ngon thế. Cái này phải có rượu nó mới ngon đúng không? Cho nước vào tí nhỉ. Có cho không? Cho không? Cho đi. Không thì muối không tan nữa. Không mắc một cái tay lệch nào nhỉ. Wow. Ngon thế. Chép lưới đông phía ơi. Chép lưới. Wow. Ôi. Chứng kiến kìa. Wow. Wow. Không thể nào nhịn được nhờ. Wow. Ôi. Ăn thôi. Ăn thôi, chiến thôi mời cả nhà nhá. Mời mọi người nhá. Wow. Ôi, chiến thôi. Ui giời, nhộng to phết. Ngon tuyệt vời, ông mà chơi luôn. Ui giời, miếng ướt này. Chơi cả miếng này luôn đi. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Vừa ngon, vừa chua. Nhưng mà mình không bỏ một tí nước chua nào vào nhỉ? Ừ, cái con kiến này nó khắc chua rồi. Tiếng Thái mình gọi là một sổm mà đúng không? À. Chua thế. Sao? Chua lắm à? Tôi miếng to chua quá. Đây. Cảm giác chua như nào? Có giống như chua của măng chua không? Còn hơn cả măng chua luôn ấy. Ngon là măng chua. Có mùi kiến không? Mùi kiến chứ. Rồi chơi đi. Đây. Kiến to luôn. Wow. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Quá ngon luôn. Ui hả? Quá là ngon. Ui giời ơi. Cú nó cắn để kia là. Tôi phòng đen nhiều bố nữ. Ui. Đây này ngon chưa? Cài này lên ông. Ui. Cái anh sợi này. Đó. Kiểu chân nó móc vào nhau ấy. Kéo nhau vào mồm luôn. Lại còn cắn được nữa chứ nhỉ. Có con nó còn sống ấy. Rồi mời cả nhà nha. Ôi. Nó bị dính vào nhau kìa. Nó kéo nhau lên ấy. Wow. Siêu ngon. Kéo nhau làm thế nào? Món này là ngon nhất rồi. Đây, mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời nhá. Đây là thau trứng kiến gỏi của anh em mình đây. Đây là trứng kiến vàng nhá mọi người nhá. Đang hào hứng. Trứng kiến kiến chua ấy. Rất là ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Người Thái mình thường nói nói. Thôi, ăn đi. Kiến thôi. Con này là con gì nhỉ? Con một sầm xả. Đúng rồi, con một sầm xả. Kiến chua. Đây mời anh em nhá. Mời mọi người nhá. Em còn lấy đúng không nhỉ? Ngon quá. Quá chua. Quá tuyệt vời. Ăn đi. Ăn đây không có chua vào nó khác chua nhỉ. Chua còn hơn nước măng chua ấy nhỉ. Cái này mà cho nước măng chua vào thôi rồi. À. Không ăn được nữa. Mình không cần nước măng chua đâu. Ngon. Cái con con to ấy mình bỏ đi rồi. Cái con già của nó thì chua hơn và có hơi mùi nhỉ, con già ấy mùi, nhưng mà có mùi ngon, mùi sai sai thế nào, mùi nó sai sai mà ngon đấy, tuyệt vời mà. Ít khi là được ăn lắm. Hôm nay trời nóng quá, anh em mình lên núi tìm chứng kiến, may mắn quá được nhiều. Gần đầy cái thau rồi cơ mà, cái chậu rồi cơ mà. Tính theo kg chắc được 2 kg đấy nhỉ. Đúng rồi. Không, dùng đi. Wow. Trên miếng to thì nó chua. Đúng rồi. Miếng nhỏ thì không ngon. Trên miếng bình thường là hơi ngon. Hơi ngon.
Tóm lại là ngon hết. Wow. Còn nhiều nha anh em nhá, cứ chiến đi nhá. Đây chưa chín đây nha, mình ăn sống luôn đấy. Đây này, con này còn bò này. Ừ. Này. Ừ. Rồi, nó đi đâu đây? Đi đâu đây chú em? Nhìn chị anh này. Rồi, đây đây nha mọi người. Trong này còn bò bò mà. Chơi nó luôn. Rồi thì gọi sống thì sống nó ngon. Còn chín là nó mất mùi. Với cả nếu mình nấu lên nhìn nhìn cái nhậu này nó khác mà, nó không trong như này đâu. Nấu là nó tan hết đấy. Nó hết ngon luôn. Ui. Còn nhiều đấy. Ngon thế nhỉ. Ăn hết nhậu. Wow. Wow, to. Miếng to thật. Ngon thế. Wow. Quá ngon. Chứng kiến kìa. Bye-bye.